nữ giảng viên đại học hoảng loạn vì bị kẻ lừa đảo thao túng tâm lý. Bị kẻ mạo danh công an dọa nạt, nữ giảng viên đại học vào nhà nghỉ rồi răm rắp làm theo yêu cầu. Khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 3, công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được trình báo của anh LVT, 39 tuổi, trú tại phường Định Công, về việc chị gái anh là LTT, 42 tuổi, giảng viên một trường đại học, đi ra khỏi nhà lúc 7 giờ cùng ngày, sau đó nhắn tin về báo với người nhà chuyển gấp vào tài khoản 200 triệu đồng để giải quyết việc. Sau nhiều lần gặn hỏi, chị T mới tiết lộ với người nhà nếu không chuyển tiền thì chị sẽ bị dính líu đến cơ quan pháp luật, bị bắt tạm giam. Gia đình tiếp tục truy hỏi có việc gì mà cần tiền thì chị T không nói. Sau đó, nữ giảng viên gọi điện thoại video về nhà để mọi người thấy có dấu hiệu bất thường, giống như chị T đang bị khống chế tại căn phòng vắng vẻ nào đó. Nữ giảng viên cũng cương quyết không nói mình đang ở đâu. Trước tính chất bất thường của sự việc, gia đình chị T đã đến cơ quan công an trình báo, xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn công nghệ cao. Công an phường Định Công đã báo cáo chỉ huy công an quận Hoàng Mai. Lập tức, công an sở tại phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự và phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Hà Nội vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã xác định chị T đang tại nhà nghỉ trong ngõ 18 phố Định Công. Ập vào căn phòng này, lực lượng chức năng ghi nhận chị T đang ở một mình, với trạng thái tâm lý hoảng loạn. Trên tay người phụ nữ là hai chiếc điện thoại di động, một chiếc để liên lạc với người nhà dục chuyển tiền, chiếc còn lại để răm rắp làm theo yêu cầu của kẻ lạ mặt, tuyệt đối không cắt đứt liên lạc, nếu không sẽ bị bắt. Ngay khi nghe lực lượng công an nói, người ở đầu máy bên kia đã tắt máy. Chúng tôi là công an quận Hoàng Mai và cảnh sát hình sự công an thành phố đây. Chị cứ bình tĩnh để trình bày. Không được. Tôi đang làm theo yêu cầu của công an bộ kia kìa. Các anh định đưa tôi đi đâu? Chị T nói. Ngay cả khi được mời về công an quận Hoàng Mai để làm việc, nữ giảng viên vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bị kẻ lừa đảo thao túng tâm lý. Về sau, chị T trình bày, hôm đó, chị nhận được cuộc điện thoại thông báo về việc có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Kẻ xấu đã gây áp lực qua điện thoại và yêu cầu chị T phải đến nơi nào đó kín đáo, không được cho người khác biết, lập tài khoản Facebook để liên lạc. Sau đó, chị T đã cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình cùng mã OTP. Trước đó, kẻ xấu đã gửi hình ảnh chụp lệnh bắt của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và cho chị T nói chuyện qua điện thoại với hai cán bộ công an. Họ yêu cầu nữ giảng viên phải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản đã bị chiếm đoạt trên, không được để lộ thông tin cho ai biết, nếu không sẽ bị bắt giữ ngay. Chỉ huy đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàng Mai cho biết cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, chỉ làm việc trực tiếp bằng giấy mời, giấy triệu tập thông qua chính quyền địa phương. Cơ quan công an không gửi lệnh bắt, lệnh tạm giam qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Trước những dấu hiệu bất thường, công dân cần bình tĩnh trao đổi thông tin với người nhà hoặc công an cơ sở. Thủ đoạn lừa đảo nêu trên không mới nhưng vẫn có người mắc bẫy do thiếu thông tin, nhận thức, đặc biệt là sự mất cảnh giác, chỉ huy đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàng Mai nhìn nhận.